chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ 1 tuổi đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video, một cái clip để mình sẽ cho các bạn coi những cái thú cưng bé trong cửa hàng sau khi mà được nâng cấp lên thì nó sẽ có hình dạng như thế nào nha. Rồi thì bây giờ mà để cho ai mà chưa biết nâng cấp bé á thì bây giờ mình sẽ chỉ cách nha. Thì bây giờ là các bạn sẽ đi vào vùng camping đi các bạn, vùng cắm trại á, để các bạn có thể vô cái chỗ hang động của bà phù thủy, của ông phù thủy chứ nó lộn. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong đây nha. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi nha, tại vì có nhiều bạn chưa biết hoặc là các bạn đã biết rồi thì các bạn cũng có thể coi mình luôn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy lên cái khúc này nè các bạn, cái khúc này là cực kỳ quen thuộc với các bạn luôn. Rồi thì đây là cái hang động của bà phù thủy nè các bạn, đối diện với hình con rắn đó các bạn. Thì ở trong đây là một cái hang động của ông phù thủy chứ mình nãy giờ mình nói lộn hoài. Nó hang động siêu đẹp luôn, nhiều đá quý, ước gì mình có một cái cây gì đó để mình lấy nguyên cái cục đá quý để mình có nhiều đá quý hơn các bạn. Thì đây chính là chỗ mà nâng cấp bé nha. Rồi nếu mà các bạn muốn nâng cấp bé thì các bạn sẽ bấm vào cái ông phù thủy đó đó. Thì bây giờ hiện tại là mình chưa có đủ kiểu như là mình chưa có đủ bé lên cấp 5 các bạn. Phải cần tới 4 con lên cấp 5, con khác nhau hay giống nhau gì cũng được hết trơn nha. Nếu mà bạn nào có 5 con bé mà level cấp cuối rồi đó các bạn chỉ cần tốn 50 kim cương thôi là các bạn sẽ cho ra được một con bé khá là ngầu lòi luôn đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ đưa những cái hình ảnh những con bé mà sau khi được kiểu như là được kết hợp lại với nhau nâng cấp lên đó các bạn. Cái hình ảnh này là mình lấy từ ở trên Facebook nha các bạn. Đây này các bạn, nhìn rất là đỉnh luôn. Trời đất ơi, nhìn con gà kìa, nhìn con gà là nó mắc cười nhất luôn á. Và con mèo đen thì nó cực kỳ xịn luôn đó các bạn, giống như là cái hộp quà mà tay thỏ mà vũ trụ á. Rồi thì bây giờ là mình sẽ không nói nhiều nữa để cho các bạn có thêm thời gian để thêm ngắm những cái con bé mà được nâng cấp lên nha, để cho mình có một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ im lặng trong giây lát. Ok các bạn, đó là những cái con bé mà trong Play Together mà khi mà các bạn kiểu như là nâng cấp 4 con cấp cuối lại với nhau thì nó sẽ ra được cái hình dáng giống như vậy nha. Các bạn chỉ cần tốn 50 kim cương thôi, với lại là các bạn phải cho bé của mình là lên cấp cuối mà tới 4 con này nha. Khác nhau hay giống nhau gì nó cũng được hết. Thì mình còn nghe nói là lần này là Play Together kiểu như là gần tới ngày lễ Halloween á, thì nó cũng sẽ có cập nhật những cái chiếc xe mới nè và những bộ đồ mới nữa. Thì tới lúc đó thì mình sẽ mua những bộ đồ mới nha các bạn. Tại vì xe thì chắc mình nghĩ là mình không có khả năng đâu, tại vì nó quá mắc rồi. Nói chung là như vậy đó, nó cũng có rất là nhiều bộ đồ mới luôn. Hồi nãy mình coi những cái demo đó các bạn, trời ơi tao nói là xinh lung linh luôn. Nói chung là tới cái thời điểm nói chung là tương lai đi, nếu mà có được những bộ đồ đó thì mình sẽ quay clip để review cho các bạn coi cận cảnh nha. Và còn rất là nhiều cái chức năng mới lạ của Play Together luôn mà mình chưa có quay cho các bạn coi được. Thì đấy. Rồi ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Hãy các bạn nhớ bấm like và subscribe đăng ký kênh để cho mình ra thêm nhiều clip để cho các bạn xem những được tính năng hay của từ Play Together nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn trong những video clip tiếp theo của mình. Bye bye và hẹn gặp lại.